cho anh mua nốt chai cuối này nữa thôi nha. Anh à, đừng nghiền nữa, nhà mình còn gì đâu. Alo, anh Phoenix Hunter hả? Cái chai How to Luck còn 55 triệu hả? Chốt cho em luôn nha, em chuyển khoản liền đây, đợi em xíu nha. Anh mua chai này nữa thôi nha. Anh ơi, đừng chơi nước hoa nữa, chơi em đi nè. Yên tâm đi, mua xong chai này rồi anh vô anh thưởng cho 5 cái, ok chưa? Đấy, nghiện một cái thứ gì là nó khổ như vậy đó các bạn. Và có bao giờ các bạn tự đặt ra câu hỏi là tại sao các bạn lại nghiện một cái thú vui nào đó, hay là nghiện một cái hành động nào đó hay không? Ví dụ như là nước hoa, xe, đồng hồ, bàn phím. Mà trong cái video này mình sẽ giải thích cho các bạn dựa trên cái mặt sinh học về con người tại sao chúng ta lại nghiện một cái bộ môn nào đó ha. Trong cơ thể chúng ta có 4 loại hormone để tạo ra một cái cảm giác tích cực, cảm giác hạnh phúc, sung sướng hoặc là vui vẻ. Đó chính là dopamine, oxytocin, serotonin và endorphin. Thì chúng ta đi sơ qua về từng cái loại hormone này. Dopamine là loại hormone chúng ta tiết ra khi mà chúng ta đặt ra mục tiêu và hoàn thành mục tiêu. Oxytocin là hormone được tiết ra khi chúng ta có một sự gắn bó, tình cảm với một người nào đó. Ví dụ như trong tình yêu, hai bạn gắn bó với nhau thì hormone oxytocin được tiết ra. Hoặc là đặc biệt hormone này nhiều nhất khi có sự gắn kết giữa người mẹ và người con, đặc biệt là lúc cho con bú. Thì cái hormone này giống như gọi là hormone tình yêu và cái sự gắn kết. Các cái thành viên trong gia đình cũng có thể gắn kết với nhau bởi cái hormone oxytocin này. Hormone serotonin được tiết ra khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bởi vậy nên chúng ta nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời từ 10 đến 15 phút ha. Ở trong nhà quá lâu thì cũng sẽ không tốt và làm cho tâm trạng chúng ta không có được thoải mái lắm là vì vậy. Hormone endorphin là hormone được tiết ra khi chúng ta chơi thể thao. Và các bạn có để ý không? Đây giống như là một chất giảm đau tự nhiên khi chúng ta mà chơi thể thao với cường độ cao hoặc là cường độ mạnh á, thì khi có một cái vết thương nào đó chúng ta sẽ ít thấy đau hơn là bình thường. Và hôm nay mình sẽ đi vào cái hormone quan trọng nhất để tạo nên cảm giác nghiện, đó chính là hormone dopamine. Đây cũng là được gọi là hormone hạnh phúc đó các bạn. Như mới nãy mình có nói thì dopamine được tiết ra khi chúng ta đặt mục tiêu và hoàn thành mục tiêu, đúng không? Và ví dụ như hàng ngày thì chúng ta đều có thể sản sinh ra dopamine bằng cách là ta có thể đặt ra mục tiêu, ví dụ như mà chúng ta có thể ghi ra trên giấy hoặc là trên nốt những cái mục tiêu hôm nay cần hoàn thành là gì. Ví dụ hôm nay cần lau nhà xong, quét nhà xong, làm video, hoặc là làm xong một cái bài tập nào đó, hoặc là cuối kỳ này chúng ta đạt được học bổng, đạt được hạng 5 của lớp, đạt được hạng nhất của lớp. Và sau khi mỗi lần hoàn thành một cái tác vụ nào đó mà chúng ta đã liệt kê ra, chúng ta lấy cây bút chúng ta gạch đi, thì lúc đó chính là lúc dopamine được tiết ra và chúng ta cảm thấy rất là vui sướng, vui mừng và hạnh phúc. Tương tự như vậy thì dopamine cũng có thể sản xuất ra khi mà chúng ta cá độ nè, cá độ bóng đá, cá độ, nói chung cá độ hoặc là cờ bạc, thì dopamine cũng tiết ra rất là nhiều. Và chúng ta có xu hướng nghiện cái dopamine này, nên là có thể có những người nghiện công việc chẳng hạn, hoặc là nghiện cờ bạc nè, nghiện một cái chất kích thích nào đó cũng có thể làm tiết ra nhiều dopamine hơn và ức chế cái sự hấp thu lại dopamine vào trong não, nên cái dopamine nó cứ còn hoài. Nên cái đó làm cho chúng ta khi sử dụng một số chất kích thích có cảm giác phê hoặc là rất là hạnh phúc là do cái dopamine này tạo ra đó các bạn. Và quay trở lại với những cái thú chơi thì tại sao dopamine được tiết ra? Giống như là chúng ta khi mới đầu chúng ta chơi một cái gì đó, chúng ta mua một, mình nói cụ thể ở đây luôn là nước hoa đi chẳng hạn nha. Thì lúc đầu mình sẽ mua một chai nước hoa,
mình thấy rất là thích thú. Mình đặt cái mục tiêu ra là mình sẽ mua thêm một chai nữa, mình thấy rất là thích và mình thấy à là mình phải mua cái chai này. Thì sau khi mình đã mua được nó về thì giống như là mình đã hoàn thành một cái mục tiêu, thì cái cảm giác của mình sẽ rất là sướng. Các bạn có bao giờ cảm giác như vậy không? Và chúng ta chỉ mạn bàn ở đây trên cái việc là so sánh giữa cái giá tiền của các chai nước hoa nha. Mình không nói đến cái sự hay hơn và dở hơn gì trên giá tiền. Ví dụ như lúc đầu tiên chúng ta sẽ mua một chai với giá 1 triệu, thì sau đó cái dopamine được tiết ra nhiều nhất khi chúng ta tăng cái giá tiền lên để mua, đặt mục tiêu giống như đặt mục tiêu cao hơn, thì cái dopamine nó sẽ nhiều hơn khi là mình giảm cái mục tiêu xuống. Ví dụ như khi mình mua một cái, đặt ra mục tiêu là mua một chai 2 triệu và mua được nó, thì cái dopamine nó sẽ tiết ra nhiều hơn và chúng ta sẽ cảm giác là sướng hơn khi chúng ta có chai 1 triệu rồi và chúng ta mua thêm chai 800 ngàn là 500 ngàn gì đó, thì cái cảm giác nó không sướng bằng. Các bạn để ý coi các bạn có cái trường hợp đó không. Chứ mình là mình có đó. Nên là lúc đầu chúng ta cứ đặt mục tiêu cao hơn để chúng ta hoàn thành và chúng ta mua được nó, sở hữu được nó. Và lúc đó mình cảm thấy rất là sướng. Lúc đó chính là mình đã nghiện cái mua rồi đó. Và cái nghiện đó là cái nghiện dopamine tiết ra khi mà mình hoàn thành mục tiêu thôi các bạn ha. Thì trong các môn khác cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta cứ đặt mục tiêu cao hơn để mà chúng ta hoàn thành, chúng ta mua được nó, thì lúc đó chính là lúc các bạn đã nghiện rồi đó. Hoặc là khi các bạn tìm được hoặc là săn được một cái chai nào đó hiếm đi, các bạn thấy à cái chai này hiếm quá mà mình rất là muốn có và mình đặt ra mục tiêu có nó, và sau khi mình mua được, các bạn thấy đúng là cái cảm giác đó thoải mái không? Và sau khi mua được nó rồi thì cái cảm giác đó nó sẽ không còn giữ được lâu nữa. Và các bạn sau khi sở hữu, giống như là các bạn sẽ cảm giác chán á. Mình sẽ giải thích thêm một tí xíu ở đây. Giống như là trong việc các bạn yêu nhau chẳng hạn, thì các bạn đặt cái mục tiêu là các bạn rất là thích cái cô gái đó đúng không? Thích quá đi. Mà lúc đó là cái dopamine mình nó thúc đẩy, có nghĩa là mình phải tán cho bằng được. Thì tán xong rồi á, thì cái cảm giác cái dopamine nó tiết ra rất là nhiều, là mình rất là sướng đúng không? Là mình đã hoàn thành mục tiêu. Nhưng mà sau khi đó, sau thời gian yêu nhau, thì cái việc cái dopamine nó sẽ không còn tiết ra nữa. Hoặc là chúng ta phải nâng cấp lên là à chúng ta phải đạt được cái này, chiếm được trái tim của cô gái, chiếm được thể xác, là cái gì đó phải có mục tiêu đặt ra thì chúng ta mới sản sinh ra thêm được dopamine nữa. Nếu không thì trong quá trình yêu nhau thì cái hormone oxytocin nó sẽ sản xuất ra để làm các bạn yêu nhau hơn và gắn bó với nhau đó. Chứ còn cái đầu tiên mới là cái làm cho cái người đàn ông á, mà gọi là khao khát chinh phục người phụ nữ, là cái dopamine đó. Còn người phụ nữ lại không có nha các bạn. Người phụ nữ lại yêu thương hơn do cái hormone oxytocin, và cái oxytocin đó nó sẽ gọi là gắn kết qua từng ngày dài. Nên là cái đó là tạo nên cái sự khác biệt của đàn ông với phụ nữ. Nên đàn ông lúc đầu sẽ rất là mãnh liệt do là mong muốn cái dopamine này nó tiết ra. Nên là các bạn cũng chú ý ha. Thì quay trở lại đây, thì sau khi mình đạt được cái món đồ đó rồi thì cái dopamine nó sẽ ngừng tiết ra. Nên chúng ta phải rất là nghiện cái cảm giác sướng khi mà mới vừa mua về đó. Nên mình sẽ đặt ra thêm mục tiêu mới để mua những cái mới, và để mà dopamine nó mạnh hơn thì chúng ta phải đặt ra cái mục tiêu cao hơn đúng không các bạn? Nên là cứ nghiện, cứ mua hoài. Nên là nó sẽ trở thành một cái bộ sưu tập luôn, trong một cái bộ môn nào cũng vậy. Tất nhiên là cái điều kiện kinh tế tài chính phải cho phép ha. Hoặc là chúng ta có thể tháng này chúng ta nhịn ăn, hoặc là chúng ta có thể tiết kiệm tiền để mua một cái món đồ nào đó. Đó là cái cảm giác mà để mà đạt được cái mục tiêu đó, là chính là cái cảm giác nghiện đó. Và bây giờ làm sao để chúng ta không nghiện nữa? Cái này là mình đã có cái trải nghiệm thực tế rồi hả các bạn ha. Thì làm sao để không nghiện nữa? Thì để không nghiện nữa thì chúng ta phải triệt tiêu luôn cái dopamine sản xuất ra, hoặc là triệt tiêu luôn cái khi mà chúng ta đặt được mục tiêu cao hơn một tí xíu đó, thì chúng ta không đặt mục tiêu nữa và không cho cái dopamine nó tiết ra nữa, thì chúng ta sẽ triệt tiêu được nó.
Và cái cách nào đây? Mình đã thử và thấy nó rất là hiệu quả, đó chính là ví dụ như là có chai 1 triệu đúng không? Ví dụ như thôi, là cái chai mắc nhất mà chúng ta có thể mua được là chúng ta gom góp hết tiền, hoặc là cái chai rất là hay chúng ta mắc nhất là đó là chai Outlook, là nó có giá mình khoảng 80 triệu. Cái này chỉ là tương đối thôi nha. Thôi mình nói chai rẻ hơn đi. Ví dụ một chai Great Britain nó có giá đâu đó khoảng 40 triệu. Thì chai đó là chúng ta thử, chúng ta đã thấy rất thích. Và nó là một cái giá rất là cao nha. Nhưng mà giống như dạng là mình có thể end game được luôn. Là một cái sản phẩm là mình đó. Thì mình sẽ dồn hết cái tiền mà mình có thể chi trả cho cái bộ môn thú vui này, và mình dồn hết, mình mua luôn cái chai mà mắc nhất mình có thể mua. Đó, để làm gì? Để sau khi mua chai đó, sở hữu chai đó rồi thì dopamine nó tiết ra rất là nhiều đúng không? Mình sẽ rất là thích trong cái khoản đó rồi. Nhưng mà sau đó khi mình nhìn lại những cái chai khác, chai khoảng 5 triệu, 10 triệu là những chai dở hơn, đại loại như vậy, thì cái dopamine nó sẽ không tiết ra nữa. Mình sẽ thấy à, mình đã có cái này rồi, thì cái mục tiêu của mình phải cao hơn nó mới tiết ra được dopamine. Còn nhìn những cái chai mà 5-10 triệu, những cái chai mà đó kiểu dạng rẻ hơn cái mức mà mình đã chi trả rồi, thì mình sẽ không còn cảm thấy nghiện nữa các bạn. Lúc đó thì cái cảm giác nghiện nó đã được triệt tiêu rồi đó, và các bạn sẽ không còn nghiện nữa. Mình đã thử nghiệm thực tế ở bản thân mình nha. Gần đây thì mình có rất là thích và mình cảm giác là mình nghiện chơi bàn phím. Thì lúc đầu mình cũng chơi mấy cái loại mà khoảng tầm 2-3 triệu thôi. Thì mình cảm thấy rất là thích khi mà thấy cái bàn phím mà cỡ 4-5 triệu các bạn. Mình thấy thích lắm và mình rất là muốn mua. Nên bây giờ mình thử nghiệm luôn. Và mình tìm hiểu và mình đến một cái con phím, nói chung mắc nhất thì cũng chưa phải mắc nhất đâu, nhưng mà cũng thuộc loại high end mà mình có thể cảm giác là mình có thể end game được với cái bàn phím đó. Thì mình đã mua luôn cái đợt đây, là con bàn phím Mitsui như thế này. Cái kit Mitsui là nó đâu đó khoảng đầu chắc tầm 15 triệu, và cái mình chơi luôn cái keycap là GMK luôn. Là mình đã tìm hiểu là những cái này là có thể là nó đã thuộc hàng cao cấp rồi. Cái keycap này đâu đó khoảng tầm 5 triệu cho một cái bộ như thế này, và những cái artisan này đâu đó khoảng 1 triệu mấy một cái nữa, và cái switch đâu đó khoảng mười mấy ngàn á cho một cái. Thì đâu đó tổng cộng hết cái này thì mình phải bỏ ra đâu đó khoảng tầm 20 mấy triệu. Thì mình nghĩ á là đó là trong cái khoản mình có thể chi trả cho một cái thú chơi này, coi như là cái khoản chi trả cao nhất mình có thể. Và bây giờ sau khi mình build xong cái con phím này và cảm thấy rất là ưng ý và rất là hài lòng rồi đúng không, thì mình nhìn các cái bàn phím kiểu như là 4-5 triệu hoặc là 10 triệu khác, mình sẽ không còn cảm giác nữa. Mình không còn cảm giác thích thú và không còn cảm giác mà mình phải đặt ra cái mục tiêu để mình hướng đến nữa. Nên là mình sẽ không còn nghiện cái bộ môn này nữa các bạn. Đó. Và đó là cách triệt tiêu dopamine đi. Và nó mình không có cảm thấy hứng thú, hoặc là giống như là mình không có lọt vào cái tầm mắt của mình đó. Đó. Và mình hiện giờ thì mình không có cảm giác thích phải mua thêm được cái nào nữa. Chắc chắn là cái này không phải là cái mắc nhất nha. Nhưng mà cái này là cái mắc nhất trong cái khả năng mà mình có thể chi trả cho cái bộ môn, cái thú vui này. Và mình nghĩ đó là một cái cách mà rất là thú vị, giải thích về mặt sinh học để chúng ta có thể không có nghiện một cái thú chơi nào nữa. Là tóm tắt lại nha, là chúng ta dồn hết tiền cao nhất chúng ta có thể, ta mua một cái nào đó rất là mắc luôn đi, để mà chúng ta không còn ngó ngàng đến những cái rẻ hơn nữa. Đó là cách triệt tiêu dopamine, giải thích trên mặt sinh học nha các bạn. Nhưng mà cơ bản á, là cái thú chơi nước hoa là không phải cứ chai mắc là sẽ hay, và cứ chai rẻ nó sẽ không hay. Nên các bạn có thể tiết ra dopamine, các bạn có thể mua chai 40-50 triệu, nhưng mà các bạn vẫn có thể thích những cái chai mà rẻ tiền hơn. Cái đó là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Nên cái này mình chỉ nói trên mặt tương đối thôi nha. Và cách thứ hai chúng ta có thể bỏ đi, chúng ta có thể bớt nghiện hơn, có nghĩa là chúng ta phải bỏ đi hết những cái kênh mà chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta có thể dễ dàng mua nước hoa. Ví dụ như mình nói đơn giản là các bạn unfollow hết tất cả các group về nước hoa,
unfollow, unlike hết tất cả các fanpage mua bán nước hoa để mà chúng ta không còn nhìn thấy trên new feed nữa. Chúng ta unfollow tất cả các kênh review nước hoa, trong đó có mình. Thôi mình nói đùa thôi nha, các bạn đừng có unfollow tội mình, unsubscribe chứ tội mình, đừng có unfollow luôn nha. Ý là mình đang nói các bạn để các bạn không có bị nghiền nữa bất cứ cái nào, thì các bạn bỏ hết ra cái tầm mắt hoặc là tầm tay các bạn có thể tiếp xúc với những cái thú vui đó, thì các bạn sẽ đỡ hơn về phần nào. Các bạn có thể nói chung là đừng có để cho các bạn dễ dàng mua được những cái sản phẩm đó quá, thì các bạn sẽ bớt nghiện hơn ha. Và đó là cái chia sẻ thực tế của mình. Như mình, nếu mà mình muốn không có nghiện, không có mua cái này cái kia nữa, thì mình sẽ unfollow hết tất cả cái mà nó có liên quan và nó có thể hiện lên new feed mà làm cho mình ghiền ha các bạn ha. Và đó là một cái kinh nghiệm của mình và giải thích trên mặt sinh học để các bạn hiểu rõ về cơ chế các bạn nghiện một cái môn nào đó. Và nếu các bạn có thảo luận gì về vấn đề này thì các bạn hãy comment dưới này để mà trao đổi với mình ha.